Abro que sim. Ele vende porque ele está doente. Ah. Ele está doente, estava no hospital, não deu, agora foi no curativo. Agora, lá no curativo ele falou que você tem que vender, tem que sair daí, senão vai morrer. Você tem que sair com os filhos, tem que ir. É verdade? É verdade, falaram que você tem que sair, não pode ficar os filhos, senão informar. Porra! Isso é grande. Olha quem sai agora, aí. Dangabia? Isso é bonito. Isso é bonito, já. Fica com orgulho. Mau tim-tim, né, mano? Mau tim-tim, né? Ok, hello, chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Công Nghiệp Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi. Đấy thì từ sáng đến giờ là anh em mình cùng ở bên chỗ chỗ nông trại bốn bản, các bạn là đi qua đây, là qua cái chỗ mà hôm qua anh quản lý là thuế đấy các bạn. Thuế thì không phải thuế đâu, người ta cho làm, cho làm thế, cho làm vậy, kiểu như chứ như hôm kia là mình định giá chứ được giá là để cho bán đấy các bạn. Thì bây giờ người ta cho làm thì mình cũng hôm qua cũng đọc rất nhiều cái bình luận là có thể sao không làm như thế này, không sao họ lấy hay không đấy các bạn. Thì hiện tại là mình chưa nói chuyện với bác chủ đất đấy các bạn, và là để cho anh quản lý tự nói, vì là làm thời vụ các bạn, làm thời vụ đi chỉ có thu hoạch chăm sóc vừa phải thế thôi, và là giống như trong vườn cho họ là để khỏi về hỏng chết những cái cây chanh cổ thụ hoặc cái cam cổ thụ đấy các bạn. Đấy là làm thời vụ đấy, thì người dân bản và người dân bản thì họ nói chuyện với nhau thì dễ hiểu hơn. Mình chỉ có mua thôi chứ mình không làm kiểu đấy. Đấy, mình là vì mình mới làm kiểu đấy thì mình không biết là để họ lấy lại những lúc nào là sẽ không hay. Đấy, cho nên là vì người dân với người dân bản địa thì họ khác. Đấy, họ khác kể cả xoài tránh để như thế và không ai hại là mọi người cũng biết rồi. Nếu mà mình mà mua là mình mua đất luôn chứ không, mình không làm thuế lên kiểu như thế nào đấy các bạn. Đấy thì hôm nay sáng bên kia thì thấy là anh Manuel đã đến rồi, vì hôm qua mình là cùng đoàn có nói với anh Manuel là đến là giúp đỡ, là anh quản lý là hỗ trợ là cái kinh nghiệm để chăm sóc những cái cây chanh để có cái kết quả cao đấy các bạn. Thì thấy anh Antonio đã bảo là anh quản lý về anh Manuel đang sang chỗ bên này, là gần đây luôn nha bạn, gần đây luôn, là ở đấy là cùng một vườn thiên đường hoa quả luôn. Đấy là xoài đấy, anh thầy bảo là sáng bên này đang mua giống giống chanh hay gì, mình cũng đi sang đây xem này. Xoài bạt ngàn các bạn này. Thầy bảo là đấy có hàng nghìn cây xoài đấy, hàng nghìn cây xoài cùng cây cam, cây chanh đấy, cây quýt này, cây cam các bạn này, quả này. Đấy, úi giời, đúng là một thiên đường của cây ăn quả luôn, một thiên đường luôn. Đấy, rất là đỉnh luôn nha các bạn. Xời. Ui mưa đây, dần dần thì mưa. Ngô là hôm nay ở bên chỗ nóng trời này cũng là lớn như này đấy các bạn. Đấy, chắc ít hôm nữa thì mình sẽ quay. Đấy này, úi giời, đúng là một thiên đường luôn. Cỏ bạt ngàn kiểu là chắc cũng có người làm hay sao đấy. Rồng như thế này mà. Đấy, xoay qua đây. Đến mua đây là xoay rồi. Xời. Vào đấy mà đỡ muối đi thì đúng là ăn xoài nó luôn. Ôi ấy đấy, nó ngửi như thế này đấy. Đây, nói chung là khoảng một tháng nữa chắc là xoài sẽ rung hết đấy các bạn này. Trời, đẹp chưa? Một thiên đường cái ăn quả luôn này. Đẳng cấp thật đấy nhờ. Mượt vườn này của ai đấy? Chắc là của chủ nào rau cỏ mới ấy như thế này chứ. Ui. Ô, có mê. Ô. Ta sẽ tới đâu bao lâu? Có mày tới đâu anh? Ta qua Induka. Induka. Không đi à? Obrigado, obrigado. Oh, chef grande. Obrigado, obrigado. Você veio aqui há quando? Eu cheguei hoje aqui. Como então vim ajudar o chefe, então diz assim, então vai vir aqui. Então é por isso que eu vim para aqui. Ah. Então para ali esperar. Quando lá já acabamos. Já. Quando acabamos de lá. Então quando escutei daqui, então aqui vai se vender esta aí a outra. Ah. É por isso que eu vim para aqui. Ok. Então, aqui, lá já vai se vender. Sim, sim. Lá já terminou? É, lá terminou, o trabalho correu muito bem. Já. Mano Manuel vinha distribuir bem, me ensinou muito bem. Sim. Até muita gente que gostaram muito dos seus trabalhos. Ok. Não, por acaso, agora viemos aqui. Đấy. Rất là nhiệt tình nha bạn. Hôm qua là mình mới chỉ đến nói là sáng, hôm nay là sáng với nhà anh quản lý luôn là đi sang là hỗ trợ người dân. Từ sáng cho mình cũng ở ngoài đóng trại mà. Eu ontem só falei ele, vem ajuda, mas aí não sei ele vai ou não, porque eu tava passando do que? Do fazenda. Tá. Depois chegar aqui, vem Antonio fala. Eu vê Antonio com bobo fica trabalho aí. Sim. Mas agora ele disse do Ana Raita da Gemma leva do Manuel, vai aqui pro cima do fazenda, compra fruta, qualquer coisa, esse não sei o que. Sim, sim. Esse aqui do fazenda é quem? É, aqui do fazenda quase é a mesma coisa com aquela fazenda que eu já mostrei no chefe ontem. Ah. E são junto mesmo assim. Mesmo Dodô? Sim, aqui é o filho. Ah. Sim. Boa tarde. Boa tarde, sim. Como é? Tudo bem, né? Obrigado, sim. Não está na cama? Ah, está. Ok. Esse está muito grande aí. Não, é muito grande. Tem muitas plantas. Esse é só um próximo lá, né?
São próximo. À, đấy là cái chỗ này là gần đấy mà bạn, gần gực ơi, à, đứng bên kia là nhìn thấy đây. Esse fica lá olha aqui, né? Sim. Ok. Oh, tá rico já. Teu pai é São Rico. Esse aqui do teu pai tem quanto de fazenda? Tem 4. Mas a ninguém trabalha? É, o filho está aqui. Yeah. São eles que estão a seguir esses trabalhos. Sim. Que estão a acompanhar mais as fazendas. Ah, é? Sim. Ok, tá bom. Đấy, đấy là bố anh này là chủ của bốn cái vườn các bạn, bốn cái vườn cây ăn quả. Ê, ê, tá grande nữa, final aí. É muito grande. Esse ontem já veio a coisa aí, né? Já teve aí, aí já acabou. É. Então, ok, rất là nhiệt tình nha bạn, đấy sáng. Mà bên grande, grande, chef. Sim, sáng sớm là đến là giúp đỡ anh Manuel, anh Andrei cùng mấy anh người dân bản làng Đan Lạt là đã vun gốc chanh nên là cũng làm một số rồi cơ bản thôi, gọi là đang hướng dẫn người dân như vậy. Đấy, bây giờ đến đây là qua bên chỗ này là mua cái giống, anh ấy nhìn thấy giống tổ đấy bạn, là sáng để hỏi là để mua cái giống cây chanh. Esse aqui também vende fruta? Ali também vende se fruta. Cimento? Cimento também tem, chef. Ok, tá onde? Tem. Aqui. Esse aqui é som você trabalhou aqui? Sim. É som você trabalhou? Ah. Ok. Đấy. Bây giờ là con đang quản lý cái chỗ này các bạn. Esse aqui? Esse aqui. Ok, tem. Aí já tá grande. Sim, senhora. Tá ok. Tá grande. Oh, đấy là giọng chanh các bạn. Giọng lên đây. Esse aqui é limão, aqui... Esse são limão, né? Isso aqui é limão. Ok. Esse mais são pequenos, ainda não dá, né, mano? São pequenos, chefe. Ah, sim. Ele tem que crescer desta altura. Sim. Depois de... É quando que ele já vai iniciar de vender. Ok. Sim. Mas você não é preciso comprar limão? Não, não. Eu vou precisar só de comprar laranjeira e ter germinho. Ah, sim, anh sim. Manuel là muốn mua là giống cám và giống chanh, né, các bạn? Đấy. Esse aqui vende... Esse aqui não tem limão de... ok, de laranja vende? Não, não tem ainda laranja, só tem esse limão. Só tem esse mesmo só? Só tem um só limão. Ok, esse tem bué de que aqui tem muito de manga, né? Sim, tem muitas manga. Esse aqui tem quanto? Esse aqui tá 2.250. Hã? Ah. É grande, hein? 2.000, é verdade? É verdade, chefe. 2.000 e quê? 250. 2.250? Planta. Tudo grande, tudo grande. Tudo grande, vamos lá. Assim. Já saiu? Chefe, ah, como eu verdade, esqueci. Ah. A fazenda onde está se vendendo é aqui. Porque onde, lá, onde já onde fomos, lá é só de aluguel. Esse aqui vende? Aqui vende. É verdade, chefe. É verdade? É verdade. Đấy, anh quản lý bây giờ nói là ở chỗ này bác chủ đất là bán các bạn, bán cái chỗ này đấy, mà bên kia là cho anh ấy thuê làm rồi, không bán cái chỗ này. À, por que assim? Ele tá vendendo porque ele tá doente. Ah. Ele tá doente, tava no hospital, não deu, agora foi nos curativos. Agora lá nos curativos ele falou que você tem que vender, tem que sair daí, senão vai morrer, você tem que sair com teus filhos, tem que ir. É verdade? É verdade, falaram que você tem que sair, não pode ficar os filhos, senão inflamar os pés, as pernas. Ah, é? Sim. Vai pular mais? Sim. Este do hospital, se não dá? Não dá. Verdade? Verdade, sim. É verdade. Não dá. Daí o anh quản lý bảo là bố của anh này là bị bệnh, là hiện tại bây giờ là đi khắp bệnh viện là chữa không được. Đấy, về là đi coi một cái gọi là coi giống như đi coi xem bói đấy các bạn, xem giống như xem bói đấy, nhưng mà ở bên này thì không có xem bói đâu, chủ yếu là ví dụ giải bùa, giải ấy là những cái bạc trường bản hoặc những cái gia làng đấy, là bảo là bây giờ là phải di rời hết để đi chỗ khác, chứ mà nếu mà ở trong cái mảnh đất này nữa, ở trong cái khu này nữa là sẽ bị cảy phù hai chân mà mãi mãi không bao giờ thôi được. Đấy, là đi bệnh viện bao nhiêu lần rồi không được. Esse saiu do hospital também não dá? Bica também não dá? Não dá. Hã? Não dá. Bica não dá. Aí? Pega não dá assim mesmo, não dá. Se agora também ele saiu sozinho, esse não dá? Saiu mesmo sozinho ele. Hã? Sim, saiu sozinho ele. Se ele saiu, depois você ficar, ele também vai fulamar? Vamos fulamar assim, só todos temos que sair daqui. Tudo? É, tudo. Filho, pequeno, pequeno. Filho, mulher, tudo sai? É sair, vamos ir assim, a sair. Aí é? Sim. Ele entrar aqui, é sair. Eu ainda não entendo, eu ainda não tipo, ainda não confirma bem. Não, isso que ele está dizendo, chefe, é mesmo verdade. Verdade porque mesmo. Basta se lá dizer que você tem que sair daquele lugar, tem que sair mesmo, porque senão é fama, você morre. Se agora eu comprar, eu também fui lá mais.
Não, você como é o chefe, deve, não é da nossa agora, o chefe como é de longe, não, não vai. Đấy là cũng bị nhung nhăng những cái vấn đề mà bệnh tật, phải đi xem gia lang đấy các bạn, đấy là phải phản các kiểu như này như kia. Em tao sẽ không bao giờ xuống kiểu nào. Đâu tao mệt đủ. Mình cũng nhìn sờ sờ đấy các bạn, nhìn bảo thế mình cũng sờ. Anh bảo anh Manuel anh mua đấy chứ. Sẽ phải đơn giản, nó tên là sao mệt đủ. Hả? Porque não, que foram fetiçados são eles. Não, o problema é uma coisa do que, do tipo do sopa grande, te fala, não é? É. Tem imundade, saiu tudo aqui. Se alguém entrar aí, pé também, pula mal, vai morrer aí. Não vai morrer, não vai. O que vai morrer só são eles. Só são eu pai, filho, com eu nunca, eu nunca tive uma coisa isso. Pai doente, depois tudo sai, nunca vê. Tem que sair. Hã? Porque basta ser aquilo, a doença quando vem, quando é uma doença tradicional. É. Você tem que sair. No hospital, bica, tudo nisso não dá. Não medicamento dá. Não dá. Não dá mesmo, assim é sair mesmo. É. Tem bué. Daí agora lá bán, bảo lá bán, vê bây giờ di chuyển cả gia đình đi luôn. Đấy, chứ nếu mà bố mà đi, hoặc bố mẹ mà đi, con cái đấy là bố cũng bị ảnh hưởng. Đấy, nhưng cái vấn đề này cũng là phức tạp, mình cũng chưa hiểu về cái đoạn này. Vì mình chưa gặp cái trường hợp này bao giờ ở đấy là mười mấy năm nữa cho mình chưa... Chứ biết được cái bùa phép bên này là như thế nào vì ấy các bạn. Em tao xếp đi. Tôi sẽ có braço, hiểu không? Em tao mệt đủ ấy. Mình bây giờ mình cũng như kiểu sơ sơ đấy. À, mình bây giờ nhìn cũng sơ sơ đấy các bạn. Cả cái vườn này thì cái đỉnh thôi. 2.250 cây xoài. Mà toàn cây này, toàn cây đã cho trái ăn quả đấy các bạn. Esse 200 que dois mili 2.250 2 mili 250 planta planta tudo já saiu fruta já não é sinal não tem um sinal né aqui não tem tudo grande igual é isso igual é 2.250 cây nha các bạn. Cái cái đấy mà anh Manuel mà quản lý đấy thì đẳng cấp nha, mà chắc là giá cả là cũng không phải là vừa đâu, vì là một bạc trường, một bạc bạc này là cũng làm là cũng gọi là đẳng cấp thì mới được cả cái vườn này. Như tự nhiên mà bán đi số tiền rẻ thì không ai bán đâu các bạn, vì hôm kia mình đã hỏi bên kia rồi, ở đây là gần bên này mà cùng một chủ mà đấy, giờ mà bán rẻ thì bà này chắc chắn sẽ không bán rồi. Esse dá para quanto? Tu preço você tem que ser mesmo com ele, sério? Não, ele só falou que ainda é só lá, mas o preço ainda não me falou lá o pai. Bà cái gì mà nói bán chứ, nói giá cả các bạn, vì ở đấy mà có esse só só manga é só 2.250 2.250 manga plant. Se outro coisa limão ou qual ou la 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 não, é só manga mesmo, manga só. Eu vejo aqui tem limão, tem laranja. Não, isso não está conferido isso. Aí é? É só manga que conferimos, limão. Mas limão com laranja mais ou menos mesmo quanto? Aqui limão e laranja mais ou menos 350 mesmo só. Só? So, é. Total é só 2.600, né? 2.600. Tổng tất cả là 2.600 cây, hoàn cả cây xoài cả cái ấy này. Ui, làm một đẹp hết đấy anh Manuel, vừa sẽ có ra ra cái này mà anh Manuel ở đây mà làm này. Eo tao mệt rồi, mình bây giờ mình nhìn cũng sơ sơ các bạn. Xoài cũng mình thế này nói thế, mình cũng định ăn quả xoài mà bây giờ mình cũng không dám đâu về. Nhìn thấy cũng sơ sơ, giống như có cái dợp gì là mình tiến làm tiến mà cái tụt hứng đấy các bạn. Giống như hôm kia ở bên kia thì mình không biết. Assim você terá de eu ato depois eu estar doente, ninguém ajuda você. Não, não, não vai ficar doente. Hã? Não vai ficar doente. Ah, não vai doente? Não vai ficar doente. Não, eu quero comer de manga. Ah, queres comer manga? Não tem problema, não vai ficar mais. Não, se agora... Não, antes você não fala assim, eu vou comer. Se agora você fala assim, nada. Não, não vai. Ở cái này, mà chứ nói là mình cũng muốn ăn xoài các bạn. Chứ mà nói như này, esse aqui só você terá vale? Sim, só somos dois que trabalhamos aqui. Ah. Eu sou nesse lado aqui. Sou? É, sou aqui. Esse aqui não faz nada? Não faz nada aqui, não. Tá bom, nhìn. Ui, rồi, để tìm mình bảy phần lái cam lên nhìn. Một vườn như này xoài, 2.250 cây xoài. 350 là cây chanh và cây cam. Você trazer a tua você nunca mình đang nói về anh quản lý là tự nhiên mình có cái dợp gì, tự nhiên giống như mình có cái dợp chứ các bạn, kể cả xoài bây giờ mình cũng không dám ăn. Hôm qua đến bên chỗ anh ấy là mình ăn thoải mái luôn, mà bây giờ đến nay là tiền giống như có cái dợp gì. Ta vẽ on tình yêu cô mê mang gà là nó thêm một lần. Sì. Sì áo ra bố xe tì bà rè xe ông nó phải không? Não, não tem nenhum problema, senhor. Não tem problema, eu já provei. Ah, é? Sim. Ah, como é? Não me fez mal. Ah,
Anh Manuel bảo không sao đâu, ăn đi, đấy, chuyện là chuyện của người ta chứ không phải là chuyện của mình. Thì mình cũng người nước ngoài mình cũng dừ vậy thôi các bạn, chứ mình là, nếu mà người dân bản địa thì mình sẽ khác. Nhưng mà chỗ này mà bán thì bây giờ phải tiền chắc là gấp 3 lần đến kia. Hả? Mày gì? Đấy bọn này, một vườn xoài là mấy mông sự sở hơn rạ. Không rồng gì hết, đồng quả có rồng gì đâu. Cái này phải tâm khoảng cả giống như bốn bản hôm kia mình giúp đỡ hỗ trợ ngoài thì được. Em xin tính đi qua từ Dubai rồi tìm một số bà đủ hà đủ hi mà đủ cả bút tuyển ta ra kì nấy. Nào, à cái tên xem qua từ Dubai rồi. Đấy, này, xin nói vậy mình để mình gặp được bạn rất là khó các bạn, giống như đang bị ốm đỏ ấy các bạn. Có lòng muốn bay ta mới muốn được đi sang được phơi mà xin chào. À vậy. À. Si, eu quero conversar com ele para tu é como assim? Assim só podemos chegar lá mesmo lá. Ah, yeah. Sim. Đấy, hiện tại là đang đỡ trong đi trong chân tàu các bạn, là đang đi tìm thuốc thang như vậy. Thì bây giờ mình để cho anh Manuel thôi. Bây giờ anh quản lý cho anh ấy, bận làm như này thì để anh ấy. Còn mình tí mình thể nói chuyện với anh Manuel. Chào Manuel. Em tao você porque eu não quero vai lá do casa dele não. Onde que ele está lá no escurandeiro lá. Sim. Agora você. Sim, agora tudo coisa eu vou deixar para ti. Tá bem. Eu não comi. Hôm qua mình vẫn giả mắn, bây giờ tiến vào đấy giống mình kiểu mà như ai dừ lại tay dừ lại chắn còn một cánh thì cũng có trong túi rồi nhưng mà cũng không giả mắn. Sa lì ta mình ta kì. Sa lì ai vậy? Yeah, ta kì comi. Sì. Ui cỏ các bạn ơi. Ui giời. Xe mình điếc vào đến đây luôn mà. Đấy, xe đang để đó kìa. Xe mình đi vào đến đây luôn mà. 2250 cây xoài. Khiếp thật. 2250. 2250. À 2250 cây xoài phải là 350 là cây cam và cây chanh các bạn. Đấy toàn bộ cỏ để này rồng quá lắm hết đâu. Xoài kinh khủng khiếp rồi. Wow, có cây xoài đồ kia đẹp đấy các bạn. Trồng được như thế này là ướm được cái vườn xoài này không phải là một cái thời gian ngắn đó các bạn. Xoài một cây cách nhau khoảng tầm 10 mét đấy. Esse vai lá de metro đấy. Sí, sí. Desmente. Wow, có cái cây xoài đẹp cho các bạn này. Esse bonito, Manuel. Cái này một anh Manuel bảo một mình anh ấy cũng không làm nổi. Thôi cây xoài các bạn này đỉnh như này. Ui giời. Về đấy. Ora. Ora. Rồi cây xoài các bạn ơi. Đẳng cấp chưa? Rồi ơi. Sao bonito já. Mau tím đấy các bạn, mau tím này. Manuel. Já com orgulho de comer, já tá grande. Sim, Manuel. Vê. Só grande, é? Tá aí já, tá vendo? Eu vi mangas e polegomes ali. Kinh nhỉ. 2250 mấy cây. Chứ giờ mà cái này mà tí hái đi thu hoạch đi bán không là đủ mệt đấy các bạn, chứ nói là để nói là. Ngủ đi. Cái xoài của bạn đẹp thế này. Rồi. Ô, ra bonito chưa? Mình giờ thèm nhỉ dại các bạn, thèm lắm đấy. Một cánh thì có đấy mà không giảm ăn. Sì. Trời ơi. Vitas será bem. Này, rơi giống như đèn SCT bù kề đấy. Sai sai cái cài đấy. Ô, SCT nó e tu đủ phải dân đa khi nó em mua mà để bút ta để mang cái này. Não. Mistura này. É mistura, isso aqui é mistura. Temos essa. Qual a cuia primeiro aqui? Ah, o que cuia essa esse tipo de manga mesmo, cuia mesmo. Esse cuia primeiro? Cuia primeiro. Ah, esse cuia primeiro. Quando fica de cozeu, né? Ah. Ele não tem tipo fila dentro? Não. Isso não tem fita. Ah, não tem. O que tem fio é aquele tipo. Tem fio é aquele. Quando come fica do dente, né? Sim. Depois esse não tem, né? Não, esse não tem. Aí, giống cái kiểu xoay, giống như xoay cản các bạn, xoay tường ấy. Xoay là không có sơ, anh ấy bảo là trong cái vườn anh ấy là 2250 cây là cái giống xoay là ngon nhất, có rất là nhiều loài giống xoay. Nhưng cái giống xoay là ngon nhất nhìn là biết đấy các bạn. Chắc là cũng không chú lắm đâu. Esse não marca muito? Não, esse não marca. Thế em lắm các bạn, giờ nói là nước miếng nhỉ giờ không. Eu já quero comer já. Ok. Mas você te fala de ali, eu não vou comer mais. Eu não quero mais. Não, não tem. Trời ơi. Nhìn các bạn một vườn xoài bánh bông này. Cả nó chẳng một cánh để thế này ăn luôn cái cần gì vậy nhỉ? Carregou bem, hã? Carregou bem. Muito grande já esse. Esse falta quanto mês para ficar pronto? Só falta um mês. Um mês? É. Một tháng là có thể thu hoạch đấy các bạn. Nhìn này. Ôi, đi đâu là cỏ thì mọc cái này đi. Ở chỗ này thì vẫn trông được đầu đấy, nếu mà trông đầu rồng quá. Cái chỗ này bán này nếu mà
để cho anh Manuel hỏi giá đấy các bạn. Rồi, đỉnh đấy. Hôm nay mới có thời gian là trồng trọt ở ngoài kia bốn bản sóng xuôi, chứ mới có cái thời gian này đi mà khám phá được hết chứ các bạn. Mọi hôm thức chất thì giờ là ở đâu là cứ là ở đấy thôi. Hãy giúp bản nào là cứ đừng ở đấy giúp thôi. Ôi, xoài này. Kiếm thật đấy nhờ. Wow, lá manga tipu taco rêu. Cỏ mà lụt người đấy các bạn này. Núi tu grande. Những cái cây xoài đẹp thật đấy các bạn. Esi la tamen, esi la này. Aquele tipo é o mesmo tipo. Mas esse é outra coisa, né? É. Tem mais aquele tipo. Outro. Então. Esse aqui? É. Esse outro coisa? É. Coisa mesmo. Olha que xoai, olha. Ui, olha. Xoai, olha. Olha. Nhìn đẹp chứ con này. Muốn ăn thật đấy. Trời. À, nuốt nước miếng đây. Ê, ê. Rồi, xoai này. Trời. Tipo já tá amarelado? Sim. Vejam. Tipo cozeu, não é? Tipo cozeu. Vem cá, vale. Bem grande. Sim. São grande. Sim, senhora. Uau, quả này. Quả như quả này đâu cây phải đây này. Thế mà đứa chờ bạn này. Đỉnh. Đẹp thật đấy. Úi giời ơi. Cứ rải rải giống như đen đen bông nhảy đấy các bạn. Cứ rải rải xuống đây. Oh, esse lá também? Lá também, chegou até lá no fundo. Não, pois. É longe lá. Hã? É longe, chefe. Tem muito tipo, né? Tem muito tipo. Uau. Tem este tipo. Outro tipo. Outro tipo é aquele, chefe. Deve ser aí. Né? Para lá, đỉnh của đỉnh. Đỉnh của đỉnh, né, các bạn? Esse aqui é outro tipo. Ah, đấy là giống khác, né? Đấy, tôi đã cạt cả. Esse tipo é areia, né? Ah, esse aqui? Esse é o outro tipo. Manga, qual é? Como chama este tipo? É outro tipo. Esse é outro tipo. Esse só dá mesmo os pequenininhos assim. Ah. Já, daqui a pouco assim vai cozer mesmo. Esse não fica grande? Não, não fica grande mesmo assim. Já basta, não fica mais grande. Só fica esse mesmo assim? Só fica assim, sim. Ah, lá só é que giống, né? Lá chico, nhưng này. Chín thôi. Esse é doce. Não, é doce, é mais doce. Esse aqui é doce. Também não tem... Fio. Fio. À, xoài này là cực kỳ ngọt mà không có sơ, nhưng mà chỉ quả như thế này các bạn. Đấy. Manga sầu đa. Ra ra vào cùng em. Ui giời. Wow, quả này các bạn này. Nhìn cái màu đẹp nhỉ. Màu giống như màu, giống như màu chín rồi đấy. Đấy. Buồn nhá. Đấy thì mình sẽ nói với anh còn là anh Manuel là để cho anh ấy đi hỏi cái giá cả thế nào đó các bạn. U đấy này. Em xin tâm anh. Rồi, xe ơi. Ora. Vou ficar aqui já. Vou ficar aqui mesmo já. Oh, giống như quả to to luôn, cái màu giống quả. Esse a cor é tipo de massa, né? Sim. O meio verde, a meio de castanho, né? Sim. Giống như quả to to luôn các bạn. Sợ cái đỉnh này. À, como fica aqui já. Xe. Đỉnh. Không phải nói giờ mà khén thì khén cả ngày cũng vậy được các bạn. Những người mà trong cả cái trang trại này giờ bán đấy thì hơi bị tiếc đấy. Cả vườn bên này, cả vườn bên anh quản lý đang làm rồi các bạn. Chuẩn thật đấy. Đây này. Wow, quả này. Vào đây là cái quả các bạn này. 10 quả như một luôn. Ô. Ô cái gì ra cái hiểu. Tia có mấy xong. Anh đặt rồi anh. Đâu vậy? Cô nhà. Em thật đấy. Cho bông không? Bông. Nào. Cái sự ngại ngắn này mình ngoan không? Sẽ phải nói về bông? Nào. Cái sự mê đủ. Ta mê đủ. Chà nó thay chứ nát hả? Ê bông. Hả? Quý à? Quý à? Ê xì kê. Mát xà này? Nào, ê xì ngang. Ê xì nó mát xà? Ê xì bì. Ok. Rồi thì ok các bạn, thì hôm nay là theo chân anh quản lý. Và đưa anh Manuel đi mua giống, nhưng mà ở đấy là giống chanh cả ấy, giống cám quý tiêu ở phía bên chỗ vườn của anh quản lý vừa mới được họ cho làm đấy. Còn bên này là chỉ có chủ yếu là xoài và đất rồng đấy, người ta đang rao bán, nhưng mà hiện tại giá cả ấy cũng chưa biết thế nào. Hãy nhìn cũng có tương lai phải đấy các bạn, hàng nghìn cây ăn quả đấy. Nếu mà anh Manuel nếu mà mua được thì mình cũng để xem giá như nào đấy. Nếu vậy thì anh Manuel chuyển hàng ngay tới đỉnh nhỉ. Hãy cho thêm vài chục hộ dân qua đây mà làm cánh tác đấy được thì
chuẩn ba trong bàn bây giờ có rồi mà. E se você mudar vai aqui, tá bom, né? Sim, mas eu já não senti medo através do chefe. Ah, é? Porque os venderam, acho que sentiram medo porque ele ficou doente, fugiram. Ah, sim. Anh Maruel bảo là em có sợ thì anh vẫn không sợ. Anh nhìn thấy cái vườn này, anh cũng mê, một người đam mê trồng trọt đó bạn. Thì video của mình hôm nay cũng xin phép kết thúc tại đây. Các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì cho anh em một like, chia sẻ video và đăng ký kênh Công Giáo Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi để ủng hộ anh em chúng tôi có thêm động lực giúp đỡ những người dân nghèo khổ bản làng miền núi Châu Phi nha các bạn. Chào các bạn. Dạ, obrigado cho bạn. Ok, tạm biệt nhá. Obrigado. Nhìn xoài ngon. Dạ, tạm biệt nhá. Obrigado. Tá bom, nha. Fica bom trabalho, nhá. Obrigado. Obrigado. Nhìn xoài. Đẹp thật đấy. Mình giờ là nhìn nói xong là cái chắt miệng muốn ăn lắm các bạn, chứ không dám sợ.